Thưa quý vị và các bạn, năm an toàn giao thông 2024 được tập trung thực hiện với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Toàn tỉnh hiện đã và đang tập trung cụ thể hóa chủ đề năm với các phần việc cụ thể nhằm thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, năm 2024, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương thực hiện quy định pháp luật xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tập trung vào 3 nội dung chính. Trong đó yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nêu gương thực hiện thượng tôn pháp luật. Thứ hai, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý, kiểm tra, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải. Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh đã tập trung các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Thực hiện cái năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch số 02 để thực hiện với cái mục tiêu là giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2023. Thì trong đó là có một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thứ hai nữa là tăng cường và đổi mới cái công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý các trường hợp như vi phạm về tốc độ, vi phạm về chở quá số người quy định, trong đó là đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Từ đầu năm 2024 đến nay, các ngành chức năng và các địa phương đã tăng cường triển khai các giải pháp nhằm thực hiện quy định về xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn còn xảy ra khi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Tình hình vi phạm nồng độ cồn vẫn còn nhiều. Trong 5 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.782 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc xử lý các trường hợp vi phạm đã góp phần tuyên truyền, răn đe và nâng cao nhận thức cho người dân tham gia giao thông. Chúng tôi người lái xe đi đúng tốc độ quy định và những khúc cua rất nguy hiểm nên thành ra là tôi cũng giảm tốc độ lại, đường rất là trơn trượt nên rất nguy hiểm nên thành ra là chạy đúng số tải quy định. Đối với tất cả các trường hợp mà vi phạm nhưng mà có mối quan hệ hoặc là sử dụng các cái cách để mà lách luật hoặc là can thiệp thì chúng tôi đều xử lý nghiêm. Để thực hiện các quy định xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngành chức năng còn đặc biệt nâng cao năng lực, hiệu quả đối với đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nội dung có sự điều chỉnh, thay đổi và bắt đầu áp dụng thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 để chủ động trong tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe. Hiện nay, việc nâng cấp các phương tiện, sân bãi đến việc chú trọng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đang được các đơn vị đào tạo, sát hạch, chú trọng. Khi tôi đến học ở tại trung tâm Minh, thì việc đầu tiên tôi bước vào thì tôi thấy cái mô hình, cái tiện nghi rất là đầy đủ. Còn riêng về cái phòng mô phỏng thì giúp cho tôi vừa học
ở phía trong và vừa được ứng dụng ở phía ngoài. Khi tôi đi ngoài đường thì tôi thấy những cái chướng ngại vật thì tôi vẫn có thể xử lý được những cái tình huống đó. Thì mà để mà nâng cao được cái chất lượng sạch hết thì trung tâm thường xuyên tuyển chọn và lựa chọn những cái giáo viên có trình độ, có chuyên môn nghiệp vụ, và sau khi tuyển chọn xong thì sau một thời gian thì trung tâm sẽ thử tay lái cho các giáo viên. Sau khi đạt được yêu cầu đề ra của các cái tiêu chí tiêu chuẩn mà ban giám đốc đề ra thì trung tâm sẽ ký hợp đồng và nhận để giảng dạy tại trung tâm. Cái thứ hai là để mà đạt được cái chất lượng cao thì về cái phương tiện thiết bị phục vụ cho việc sát hạch, kể cả việc dạy lái, là thường xuyên phải đảm bảo tốt và hoạt động ổn định, đảm bảo là chấm điểm phải chính xác. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông là một trong ba nội dung quan trọng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị tập trung nhằm thực hiện xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Sở Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm, các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng giao thông hiện đang được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm, góp phần phục vụ tốt hơn hoạt động giao thương đi lại của người dân. Sở Thông Vận tải được giao quản lý khoảng 470 km đường, bao gồm cả quốc lộ, đường tỉnh và đường đô thị. Thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là đảm bảo là sử dụng hiệu quả cái nguồn vốn bảo trì hàng năm để đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến được quản lý luôn là an toàn, thông suốt. Đồng thời với việc này thì chúng tôi phối hợp với các ban ngành của địa phương xử lý các cái điểm đen, triệt để tất cả các cái điểm đen. Đồng thời với vấn đề xử lý điểm đen thì tăng cường công tác tuần kiểm để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề mà xảy ra trong cái quá trình khai thác của đơn vị. Đồng thời với việc đó thì xem xét để bố trí thêm các biển báo, điểm chỉ dẫn tại các điểm xung yếu để mà hướng dẫn các cái đối tượng tham gia giao thông khi tham gia qua những giai đoạn xung yếu để đảm bảo an toàn giao thông. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông, các sở ngành và địa phương đề ra các giải pháp cấp bách và lâu dài, trong đó xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để mà kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, thì Ban An toàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương cũng đã ban hành có nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ cơ bản, đó là chìa khóa để nhằm thay đổi hành vi và nhận thức của người tham gia giao thông, tiến tới là kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là theo cái chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi đang phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Cảnh sát Giao thông xây dựng các cái nội dung hình thức để tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Về các cái hình thức tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào một số cái hình thức là tuyên truyền qua mạng xã hội, qua hạ tầng số, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh. Năm 2024, tỉnh Quảng Trị phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Với việc tăng cường các giải pháp mà tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ từ các ngành chức năng, đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật cùng xây dựng một môi trường văn hóa giao thông an toàn và lành mạnh. Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.